mở room đến 70 thôi. Với anh là người cầm trịch cơ mà. Tại sao anh lại mở ra 100% làm gì để chúng nó giao dịch thoải mái đúng không? Đấy, nếu mà cái game của nó mà anh có, mở có 10% mở từng 10% một đấy là game của nó đấy. Thì anh đảm bảo là Vinamilk là FCC nhưng mà anh nghĩ chắc là bọn nó phải có cái game của nó rồi. Nó có cái lợi ích nhóm ở trong đấy. Bán tài trăm biến rồi. Cho nên là nó chỉ thiệt nhà nước nhưng mà mình thì không đánh giá tại vì lần đầu tiên có cái game thoái vốn kiểu đấy cho nên là khi nó lên một năm mấy thì mình kỳ vọng nó còn đáng lẽ nó phải bán được 180. Nó không ngờ nó bán 144. Bánh ngon nó xẻ một tí thôi. Hả? Để chứ, bánh ngon nó phải để từ từ đã ăn. Thực ra thì anh còn thiếu một chút của phân tích kỹ thuật. Anh nói nãy giờ thì em biết anh đang nghĩ gì rồi. Anh về doanh nghiệp về cơ bản là anh đã nắm. Không, tức là đầu tiên anh chơi thì anh phải chơi theo cơ bản doanh nghiệp trước. Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm mà mua bán á, anh đang thiếu một chút. Điểm mua bán tức là khi thằng Dragon nó bán ấy, thì tức là nó công bố bán thì anh nghĩ tức là nó bán mấy triệu thì mình nghĩ tức là đối với mình nó như mấy triệu mà trong cái lúc ấy thì nó không ấy. Anh đang mua bán theo cảm tính anh ạ. Anh nói là cái chung là mua bán cổ phiếu là phải có kỹ thuật. Không đúng thì cũng kỹ thuật nhưng mà tức là theo mình hiểu lúc ấy là bọn nó định giá tức là các quỹ nước ngoài nó định giá là ở cái giá đấy thôi. Là nó bắt đầu thoái, nó thoái ồ ạt đúng không? Ngoài thằng Dragon và còn có những quỹ nhỏ đó. Anh nhà đầu tư chứng khoán. Thì anh cũng đầu tư, tức là anh cũng xác định đầu tư Vinamilk dài hạn. Cho nên là đợt giờ bây giờ thì nó lại lên thôi nhưng mình mất một cái vòng. Tức là ngoài cái con Vinamilk chẳng hạn như anh không bị phụ thuộc vào cái game của. Tại vì nó có game, cái cổ phiếu nó có game thì nó khác với cái chuyện tức là nó còn yếu tố này yếu tố kia vì mình không quyết định được ngoài yếu tố kỹ thuật đúng không? Yeah. Em phụ thuộc kỹ thuật nhưng có nhiều khi nó đánh trái kỹ thuật của em. Là, ví dụ đến cái điểm em cảm giác bán này nó còn vọt lên tiếp nữa. Ví dụ ever của em chẳng hạn. Nhắc lời anh một xíu là chẳng hạn như là sau này thì sẽ có thêm một cái phần gọi là. Đấy thì chính là anh tham gia nhóm này vì thế. Tức là có những lúc anh lời nhiều rồi. Có một cái phần như thế này. Chẳng hạn như là anh đánh ngắn cho đánh dài ở đây á là không. Chẳng hạn như là thì có nghĩa là cổ phiếu đầu tư anh chọn Vinamilk đi, em hay Vinamilk nhưng em cũng có khách giống như anh lời rất là nhiều nhưng lại không chốt. Đúng. Tại vì sao? Tại vì là đến cái khi một cổ phiếu tăng đến một mức nào đó thì cũng phải có điểm lùi xuống. Yeah. Không nó lùi có mức độ thì lần đầu rồi. Trong lịch sử Vinamilk vừa rồi chỉ có đợt vừa rồi Vinamilk lùi nhiều nhất là hơn 20%. Tức là lịch sử Vinamilk chưa bao giờ là bởi vì nó có cái yếu tố thằng FN nó đè giá để nó gom nữa. Cho nên nó mới lùi thế. Trong anh chấp nhận ví dụ nó vừa lùi 10%. Đây thì em nói cho anh nghe là cái chỗ trong phân tích kỹ thuật đó nó có cái chỗ để mà nhận định cái đó. Bởi vì em nói với anh này, nếu mà ở vùng giá 100 mà lên từ 50 lên 100 thì cái việc lùi của nó ở vùng 100 mà lùi lại khoảng tầm là 90 là nó là quá lỗ rồi. Nhưng ở khi mà nó lên đến 200 cái góc độ đó, em nói với anh là cái em nói cái chuyện giống là leo lên núi ạ. Anh mà rớt từ ở trung gọi là trung núi thì cái việc mà cái độ cao so với mặt đất nó là vừa phải, cái sức hút nó vừa phải thì nó sẽ hút chúng vừa phải. Nhưng khi cái độ cao của anh ở độ quá cao và cái tính bão hòa, tức là em nói về chuyên về doanh nghiệp, em vừa kết hợp kỹ thuật và cơ bản là để chuyên về doanh nghiệp thì em sẽ có cái những cái đó cho đấy thì anh tham gia nhóm thì thế. Chứ còn thực ra ấy, điểm vào của anh ấy thì nói chung là anh vào cũng ấy nhưng mà thường cái điểm chốt lời của mình nó nhiều khi nó không hợp lý. Cho nên có những lúc ấy chẳng hạn như Phước Hòa rồi thế thì mình lại không ăn được cái thằng Phước Hòa mấy, bởi vì khi mình vào thì vào nó vào mình vào có ít lúc nó gần đỉnh vì lúc ấy là giá cao su tự nhiên nó vọt và anh đánh giá giá cao su nó, tức là anh đánh giá về giá cao su rất là chuẩn. Cái đợt rồi anh đánh giá là nó sẽ leo lên trên giá 300. Thế nhưng mà Phước Hòa thì mình lại không ăn được mấy bởi vì mình lại chốt ngay trước khi nó công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Tại vì lúc ấy là anh dồn tiền vào Vinamilk. Em thấy mọi người mua cái này này. Em là tâm lý nhá. Em là tâm lý đầu tiên xét em thấy mọi người mua cái này. Cái cuốn này nó có nói về cái tâm lý của tâm lý nó tức là ai đọc vô cũng thấy mình nằm trong đây hết. Rất là nhỏ luôn. Anh chị về tìm mua cuốn này ở nhiều nhà cái mấy hiệu sách kinh tế á. Nó có cuốn này này. Tâm lý thị trường chứng khoán nó nói đến cái tính chất bày đàn, cái tính chất mà ham, tức là ham cái lợi nhuận
rồi nó cuốn này trên mạng cũng có luôn. Với lại một cái cuốn nữa là em nói với các anh chị luôn, đó là cái cuốn này là cái cuốn mà em hay đọc đi đọc lại. Cái cuốn đấy thì đọc nhiều rồi. Cuốn này thì rất là tốt. Khá là tốt luôn cho những người mới. Nhưng mà thực ra đọc là một phần, nhưng mà áp dụng tức là nó theo, tức là mình nhìn cái bảng điện, thế là lúc ấy cái tâm lý của mình nó hoàn toàn bị chi phối bởi cái gọi là cái gì, lòng tham và nỗi sợ hãi. Với nó chi phí rất là nó chi phối rất nhiều, chứ còn cái ông này ông chỉ chi phối lúc mình đọc mình thấy ông đúng, nhưng mà lúc mình nhìn bảng điện thì mình quên mất ông ấy ngay. Nói thật là thế, tức là đọc thì rất nhiều, ngay cả cuốn tâm lý của em. Những viên tinh ga đen chia sẻ này, đó nó liên quan tới một cái mà rất là lớn, mà rất là nhiều anh em mình chưa có, hầu như chưa có. Đó là cái kế hoạch giao dịch và nguyên tắc đầu tư của mình. Phải giữ kỷ luật cái đó. Cái đó là cái đó. Nên nó không bị ảnh hưởng. Vẫn bị cảm xúc chi phối. Thì đó là chia sẻ chung thôi. Cái đấy khó lắm anh, kế hoạch cũng có, bảo là tôi chẳng hạn Phước Hòa tôi vừa rồi kế hoạch 32 tôi bán, nhưng mà đến lúc tự nhiên tôi bán có hai mấy tôi đã bán rồi, mặc dù kế hoạch của tôi là 32 tôi mới bán, nói thật với anh thế đấy. Thế nhưng mà nó trong cái quá trình giao dịch trên mình nhìn bảng điện mình bị dao động, hoặc là mình đang thiếu tiền để mua vào con Vinamilk này, mình nhìn thấy là Vinamilk nó lên sẽ dễ hơn thằng Phước Hòa thì mình chốt thằng Phước Hòa. Kế hoạch của anh là sai rồi. Em tại sao em đang khẳng định với anh nói câu chuyện đó là sai? Em giải thích cho anh trong vòng 1 phút thôi. Anh nói cái chuyện kế hoạch của thị trường chứng khoán là cái điểm sai mấu chốt của khi giao dịch. Ở thị trường này em không dám nói, bởi vì anh làm các ngành nghề khác không nói nha. Thị trường chứng khoán nếu đưa ra một kế hoạch chuẩn về mức giá nào đó, đó là cái sai đầu tiên. Sai đầu tiên nó nằm ở chỗ thế này này. Nó nằm ở chỗ thế này này. Khi mà thị trường nó chuyển động á thì mình phụ thuộc thị trường không phụ thuộc vào mình. Đúng. Khi mà giá doanh nghiệp mà chuyển động á thì bản thân mỗi nhà đầu tư, em đang nói nhà đầu tư cá nhân giống anh em mình, không đủ cơ sở dữ liệu để định giá một cách thích đáng về doanh nghiệp, mà thậm chí có những quỹ đầu tư lớn định giá được doanh nghiệp luôn nhưng thị trường nó vận động vẫn không theo cái định giá. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, nếu như không có tính phản ứng nhanh lẹ với thị trường trong những cái nấc thang nhanh gọn, ví dụ như Vinamilk, AL đấu mày không bán, đó là anh đặt anh cái sai rồi. Vấn đề nó nằm ở chỗ là anh, kỳ vọng của anh là 250, nó lên có 200 rồi. Vậy nên đây là kế hoạch nó phải nằm ở cái chỗ là em năm đã khẳng định với anh kế hoạch là nó không nên dùng kế hoạch chuyện đó, mà dùng cái tức là phải đưa ra một cái chiến lược. Nếu xảy ra trường hợp A mình làm sao, nếu xảy ra trường hợp B mình làm sao, nếu xảy ra trường hợp C mình làm sao. Mình đưa ra những cái câu chuyện rõ ràng như thế thì đến khi gặp phải, ví dụ gặp thằng này bắn bùm 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 là mình sẽ chơi được liên tục như thế. Bởi vì sao, khi mình cảm thấy dấu hiệu của câu chuyện là không còn được lên nữa thì trong những các cái tín hiệu về mặt để mà đầu tư chung ngắn hạn và trung hạn á, trong kỹ thuật nó có. Bởi vì mọi người em bảo là nếu đầu tư về cơ bản nên học kỹ thuật là vậy, và những người biết kỹ thuật nên hay học về cơ bản. Biết cơ bản rồi học kỹ thuật để gì, để ra vào trong ngắn hạn cho nó chuẩn. Biết về kỹ thuật rồi nên học cơ bản để gì, để tránh những cái thua lỗ. Bởi vì sao, biết kỹ thuật như anh Gia Bình nhưng mà chơi nhảy vào những cái hàng mà nó đang đi xuống, đảm bảo này kỹ thuật giỏi bằng trời cũng chết, đúng chưa nào. Nên là hai cái em muốn là bản thân anh em này và mọi người ngồi đây là cái keo để kết hai cái đó lại, kết hai được cái đó lại nó nhuần nhuyễn thêm được cái dòng tiền tới cái volume á. Bởi vì thế này, em quan trọng ba thứ. Thứ nhất là cơ bản, thứ hai là kỹ thuật, thứ ba là keo kết dính, thứ tư là cái dòng tiền. Bởi vì dòng tiền thể hiện bước chân của gọi là các cái tổ chức lớn, của những cái con voi lớn. Voi đã đi thì để lại dấu chân, không bao giờ dấu chân có thể xóa đi được. Đơn giản là như thế, dù có cố xóa cũng vẫn còn dấu chân, nó đã ấn xuống đất rồi. Thì nha, những cái cổ phiếu mà nó có những dấu hiệu dòng tiền vô, sau đấy mình coi cơ bản, nhìn thấy cơ bản đó là thỏa cái tiêu chí của mình. Nhìn kỹ thuật để biết được rằng là cái chỗ nào là cái chỗ để mình có thể là cái men cái vùng. Sau đó mình dùng cái keo kết dính để nhuần nhuyễn giữa hai cái đó lại. Thì với cái mức giá đó, liệu nó đã hơi xem phù hợp với cơ bản chưa? Ngược lại mình mua cái giá đó thì trong ngắn hạn mình chấp nhận được rủi ro đến đâu. Thì đến khi nếu nó gặp rủi ro là mình chém. Nó lên đến đó đến cái nấc nào đó là mình chém. Như là nó xuống là mình lại mua vào. Nên em nói thật đây, em đây có này. Em men theo cô Thế Công với Thế Giới Động nha. Em ăn mút cả một năm luôn. Hoa Sen nào phát thì cũng có nhưng không phải là song chính. Nhưng Thế Giới Động của Cô Thế Công với lại con nào nữa ta, VCS. Em cứ men rồi, cứ xuống bán. VCS anh bỏ rồi. Dạ, em cứ VCS là xuống mua, lên bán, xuống mua, lên bán. Đó là cái cách mà gì? Đầu tư cơ bản trên nền kỹ thuật. Cái phân tích kỹ thuật của tôi là đầu tư cơ bản, không tích giờ thử mới quay là tìm hiểu khoảng năm nay không? Dạ. Chứ không có gì. Thì cái đầu hai kênh. Nhưng quay lại của hai đầu tiên này, chỗ anh Hải á, có nói là cái điểm khó cái chỗ là
xác định cái điểm bán. Điểm ra. Cái bán là khó nhất, chứ còn cái điểm mua thì có thể dễ hơn. Cái cảm giác đấy. Cái là ví dụ như tôi đang tham gia ngay chỗ mà tôi đã làm và cũng học theo sách này kia đó và cái kinh nghiệm những cái anh em trên mạng mình chia sẻ nhiều và trong những cái sách tôi đọc á, thì những cái cuốn sách thì chỉ thắng giới thiệu á, chỉ còn một cuốn trong đó là tôi chưa đọc thôi. Cuốn gì cuốn anh gì mà sinh viên của trường Linh. Trương Minh Huy. Trương Huy. Cái còn cuốn đó tôi chưa đọc thôi. Có cái đặt luôn. Cổ phiếu đột ngột giảm sàn. Nếu hư tôi là 5-7% mừng ra rồi. Đang chờ lên rồi nó mà tự nhiên không biết có cái gì, không thấy cái gì hết. Và đột ngột giảm sàn. Thì theo ông Đăng tôi đột ngột giảm sàn bán liền. Đấy, anh không biết chứ là em vơ tự nhiên đột ngột giảm sàn. Đây, em lại nói với anh. Em không phải vô tình mà giới thiệu cuốn sách của Trương Minh Huy cho các anh chị. Bởi vì là giao dịch theo sau xu hướng, tức là những nhà đầu tư mà mang tính chất chiến lược dài hạn giống như các anh đây này, những anh cũng là chơi dài hạn, anh cũng dài hạn, thì người ta nên sử dụng cái phương pháp của anh Trương Minh Huy. Anh ấy thì cái tuổi là bằng tuổi em thôi. Nhưng mà anh ấy chỉ hướng dẫn cho anh chị một cái thứ này này, giao dịch theo sau xu hướng gọi là chain following, là dạng thức của nó là nhìn thấy xu hướng thì mới giao dịch. Sau đó nhìn thấy xu hướng rõ ràng của câu chuyện là quay đầu thì mới giao dịch. Tức là tất cả đều đi sau xu hướng. Vì vậy khi đi sau xu hướng rồi á, thì nó sẽ khi đọc đi, thì em giải thích không rõ, không ký được lắm đâu. Nhưng khi đọc đi anh chị sẽ cảm nhận được cái câu chuyện của ông ấy là dùng mấy cái đường MA, dùng mấy cái đường một số cái đường mà khi các đường đó nó có một cái thứ là nó là chỉ báo chậm. Sử dụng các chỉ báo chậm thì nó sẽ là khi chỉ báo nó đã là chậm rồi mà nó ra chỉ báo thì đó là lúc anh chị nên xem xét ngắt nó ra khỏi danh mục. Giả sử ví dụ như là năm vừa rồi nó có EVE chẳng hạn, nó có rất nhiều những cổ phiếu mà KSB chẳng hạn lao một hồi lên đó, nhưng các trên tín hiệu kỹ thuật cho ra nhưng các anh chị không làm theo, bán ngã. Vấn đề của anh chị đó là đây, em lại quay lại cái câu chuyện thế này. Em giải thích thêm một ý nữa để anh chị khi mà giao dịch sẽ có cái quyết liệt. Cái quyết liệt ở đây không phải là mỗi người đều có đâu, học nó mới có. Đúng, đây đúng em sao? Nói cho các anh chị biết, khi mà trong vòng 3 ngày giao dịch mà em lời 5%, em chia trong ngày, mỗi ngày em là lời chừng đấy, thì em tự em nhắc em thế này này, chỉ có đi buôn thuốc viện mới lời nhanh như thế. Vì vậy mình làm được rồi thì mình bán cho cái người đến sau. Em là vua của chuyện bán xong vẫn lên như điên như cuồng. Nhưng mà đối với MVG hôm vừa rồi em có bán không? Em bán không? Em là người bán nổ phát súng đầu tiên để nó gom lại 200 ngàn đó để cho nó mới đánh lên trận nữa. Nhưng em nói với khách hàng em thế này này, thưa với anh, thưa với chị, chúng ta đã làm được trong một khoảng thời gian ngắn, đúng ra thì nếu bán được cho DC thì ta lời khá là khá, nhưng ta cũng đã lời không hề ít trong một khoảng thời gian chưa một đầy một tháng. Người đến sau họ lấy được toàn bộ cái hàng của anh em mình đưa vào kho của họ thì họ có trách nhiệm để ăn đoạn sau. Một cái gọi là cái gì miếng ngon mỗi người một khúc. Khách hàng em không nói thẳng chưa bán, anh chưa bán. Rồi ok thì từ em nói cái chuyện của anh, nhưng mà ý là chúng ta mỗi người một khúc thì chúng ta sẽ tự cảm thấy là thỏa mãn. Cái đầu tiên cái yếu tố mà khi bán quyết liệt phải là đặt ra cái kế hoạch thỏa mãn với những cái thứ gì mình đang có. Tức là mình đã thỏa mãn rồi, thỏa rồi mà sao lại cứ tiếc? Tiếc đó là cái thứ của cái gọi là sân si sa. Tức là nó liên quan đến cái vấn đề đó là cái ảo giác của câu chuyện là bị lừa về mặt con số. Tiền đưa vào túi, em nói em có cái khái niệm này, đã đưa vào túi rồi, chuyển về cho khách hàng, gửi ngân hàng. Gửi xong, ấm tài khoản lên, quay về đây em chơi tiếp. Nếu cho muốn em giả sử em chuyển nhà 5 tỷ, khách hàng muốn bảo là tao không muốn nữa, 2 tỷ chuyển vào. Em không giống như môi giới khác. Môi giới khác là phải ôm đủ đó để khách hàng không chuyển nhà. Em nói nha, em giao dịch là phải ấm tài khoản, tức là ấm tiền lên bằng là xác định là khi họ chuyển ngược lại là tiền của họ, cơm áo gạo tiền của họ, thì em chuyển toàn bộ cái cá lợi nhuận và nó ra ngoài tài khoản cho gửi ngân hàng. Sau đấy hai vợ chồng em đi du lịch, sau đấy khi quay về xong chuyển ngược lại, nếu muốn giao dịch bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đó là cái thứ hai. Và khi giao dịch em xét với tâm lý khách hàng trước là bây giờ thế này này, kế hoạch của chúng ta là không có cái kế hoạch của giá mà phải có kế hoạch của biên lợi nhuận. Tức là giả sử trong khoảng thời gian ngắn mình chia theo ngày, nó được chừng đấy mình phải thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì anh em nhà mình có một cái thứ mà không bao giờ tận dụng, mà các quỹ lớn nó vẫn tận dụng nhưng mà mình không tận dụng. Đó là cái khả năng của tốc độ. Đó là những người nhỏ thì chân rất là nhanh, chạy rất là mà bán rất là lẹ luôn, nhưng lại không tận dụng. Nhưng mà MVG em là sao bán được 200 nghìn là cái khoảng giá. Thôi lúc khác em sẽ chia sẻ cái chuyện đó với anh. Nhưng mà chuyện đó là một câu chuyện dài.
thậm chí đi bán sớm, thậm chí là EVE em là người châm ngoài cho EVE giảm. Em đây này có chị này, em là đứa châm ngoài một cái ngoài mà không, em châm cho nó cháy rồi. Thì anh đi ở cái giá 170 thì không phải bởi vì bọn nước ngoài nó giao dịch giá 180 ngoài sàn mà. Thì nếu về vặt định giá doanh nghiệp ấy thì bán ở đấy hơi sớm. Bởi vì cái vấn đề bán xong em mua cái gì và em có bị cái rủi ro cái T3 đấy thì riêng em dừng cái trực tiếp có khi anh chị em nhà mình là nói chuyện cho nó thoải mái hơn chút xíu để em thì... dừng.